hôm nay mình bắt hai chó con này đem về dưới này mình nuôi mọi người. Đây. Cái bầy nó ba con nhưng mà để phía trước nuôi cho nó giữ nhà phía trước một con, mình đem lưu phía sau này hai con, thì nó tóm lại trong nhà của mình luôn à, nhưng mà phía trước phía sau mình muốn tập dần cho nó biết được cái chỗ ở của nó sau này lớn lên á, thì mình bỏ phía trước một con nhé, phía trước một con thì mẹ nó chạy lên trước cho bú xong rồi bắt đầu cái chạy xuống lưu sau cho hai chó con bú tiếp, để mình phải chia ở phía sau thì nó ấy hơn, mình sẽ cho hai con ở sau và ở trước một con nha. Mọi người thấy nhìn nó bú dễ thương chưa, bữa này nó mập lắm mọi người, bú nâu luôn. Ở con mon này thấy nó chăm con lắm mọi người. Cái bầy này hôm bữa là bầy ba con, hôm bữa mình quay cho mọi người xem á, bữa nay con nào cũng lấy mặt u nu luôn. Còn cái con kia là con Julie nha, Julie một mình nó nằm bá đạo ở trong một cái lồng á, đây mình nuôi mình làm cái lồng mình cho nó ở trong đó nha. Đây, mọi người thấy con mon nó yêu mến con nó chưa, con nó bú mà nó cứ nằm cho con nó bú nha. Xem hai đứa cưng quá chừng. Để mình quay dọc mọi người xem nha. Mon này chứ nó chăm con rất kỹ mọi người. Đấy, nó yêu con nó lắm á. Đấy, mình không có chia mẹ con nó giống như là con bông hôm bữa nha. Con bữa mình lỡ cho ba con mình rất tiếc lắm. Hôm nay con này mình không cho, nhưng mà mình để nó nằm phía trước một con từ phía sau hai con nha. Đây. Con bé vàng này nó mập ú mọi người, mà nó cao hơn con bé đen nha. Bé vàng này là bé cái nha, còn con bé đen là bé đực nha. Cái bầy của con mon này nó nhiều sữa hơn là cái bầy của con bông nha. Con bông năm con nó bú dữ quá, nó bú dữ quá cho nên con mẹ nó không có sữa, cho nên con của nó thiếu thốn rất là nhiều. Trời, con bố nằm quay cái đầu vô trong luôn. Mon quay đầu lên đây, mon sao đút cái đầu dưới gầm xe vậy, dưới bánh xe vậy. Thấy bé này bữa nay cũng được gần 2 kg mấy 3 kg mọi người. Đấy, bữa mình quay hình như đâu có chưa được 1 kg đúng không, hôm nay 2 kg mấy 3 kg rồi đó. Để bữa nào mình cân thử coi. Để mòn ngon đây, quay đầu coi, giờ đấy đụng đầu cái coi, mày chui dưới đó mày nằm thì mày chui dưới đó là lỡ xe nó đâm trúng mày sao. Trong nhà mình hiện giờ có 2 bầy nha, bầy kia 5 con cho hết 3 con còn 2 con, còn bầy này 3 con mình giữ lại nha. Đấy, mấy con Julie nè, Julie mấy bữa nó cũng đẻ được một con, sau đó con nó bị bệnh chết. Vì mùa dịch á, mình cũng mua thuốc rồi á, cho nên con nó bị dịch chết nha. Còn bầy này 3 con mình cố gắng giữ để nuôi, để cho bọn nó được chăm sóc tốt hơn mọi người. Trong lúc mình quay clip thì có gì sai sót mọi người thông cảm bỏ qua cho mình nha, do nhiều khi mình nói nhiều khi nó bị bớt hay gì đó mình vô tình thôi, cho mình không phải cố ý nha, mà đừng có gì mọi người thông cảm bỏ qua. Thôi, mọi người xem kênh yêu mến nhớ like ủng hộ giúp kênh được phát triển tốt hơn mọi người. Đây, mình sẽ giữ hết các bé lại, mình nuôi và chăm sóc các bé rồi mình sẽ quay lên để mọi người tham khảo nha. Rồi mọi người xem kênh yêu mến nhớ like ủng hộ giúp kênh nó được phát triển tốt hơn mọi người. Để mình quay sơ cái nữa chắc mình sẽ kết thúc like nha. Vì mọi người thấy nó bú rất là nhiệt tình luôn. Mình đang cân chưa? Nó làm như là bị đói lúc nào không biết nữa. Làm như là bị bỏ đói lúc nào không biết nữa. Nó vừa ăn hạt nè, nó vừa ăn hạt mà nó vừa ăn đến cho uống sữa ngoài và sữa của mẹ nó luôn, vậy mà nó làm như là bị bỏ đói vậy đó.
và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Chúc mọi người mình có gì hơn, mọi người sức khỏe dồi dào và sự chú ý làm ăn phát đạt, và mình cảm thấy ok rồi. Rồi, bye bye nhé.